Mỗi năm có khoảng 8.000 trẻ em bị tim mạch bẩm sinh. Trong một buổi họp báo ngày 11 tháng Giêng về hội nghị khoa học can thiệp tim mạch từ A cho đến Z được tổ chức tại Sài Gòn cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 trẻ em mắc các bệnh tim mạch bẩm sinh, trong đó trên 50% là bị dị tật tim nằm bên ngực phải. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, dị tật tim mạch ở trẻ em ở khu vực châu Âu thường nằm bên trái ngực, còn trẻ em ở khu vực châu Á thì ngược lại. Hơn một nửa các trường hợp trẻ bị bệnh bẩm sinh thì dị tật tim thường nằm ở bên ngực phải. Việt Nam hiện có 19 trung tâm phẫu thuật can thiệp tim mạch đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị cho các người bệnh. Các vấn đề về kỹ thuật điều trị mới, kiến thức cũng như kinh nghiệm điều trị bệnh tim sẽ được các chuyên gia chia sẻ trong hội nghị khoa học can thiệp tim mạch từ A cho đến Z từ ngày 14 đến ngày 16 tới. Hội nghị sẽ quy tụ hơn 200 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch của Việt Nam và quốc tế. Theo các chuyên gia y tế Việt Nam, chi phí mổ tim cho trẻ em hiện nay không còn là rào cản vì phần lớn trẻ nhập viện dưới 1 tuổi nên được bảo hiểm y tế thanh toán hoặc được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Vấn đề ở chỗ là ngành y tế thiếu nhân lực, vật lực. Hiện cả nước có hơn 20 trung tâm phẫu thuật tim mạch nhưng khả năng giải quyết chỉ có 5.000 ca mỗi năm. Trước thực trạng này, nhiều gia đình không còn giải pháp nào khác là đưa con sang nước ngoài như Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc để phẫu thuật dù phải vay mượn và chi phí ở nước ngoài cao gấp gần 20 lần trở lên so với trong nước.